Truyền thuyết kể rằng khối lập phương ẩn chứa một sức mạnh huyền bí, kẻ nào có nó sẽ có tất cả. Một đại hội võ lâm hoành tráng đã được chuẩn bị để chọn ra người anh hùng xuất sắc nhất sở hữu sức mạnh đó. Đại ca, bọn em đã về. Chúng mày dò la tin tức các cao thủ tham gia đại hội lần này đến đâu rồi? Đại ca yên tâm, bọn em mà đã giai tay thì cứ gọi là chồng con nó luôn. Tốt, biết được đối thủ của ta là ai sẽ dễ dàng cho chúng ta trong việc đối phó. Bọn em đã là Lý Miết Thầy VL, Liên Xô chống Mỹ. Được biết lần này sẽ có tứ đại phan phập tham gia, dự là xôi con nó sụp. Tứ đại phang phập là bọn nào? Đó là bốn cao thủ trong thiên hạ đến từ bốn hướng đông tây nam bắc. Bốn người họ sống là bốn phương phía bắc là sau khi đáp lưu si vừa rồi, Kiều Phong đang từ dân trời làng quế vườn này bỗng rơi vào cảnh túng quẫn, trốn thui trốn lủi, bị huynh đệ chí thân là Thích Thì Đích dùng nhất dương chỉ điểm nơi Kiều Phong đang du hí. Thích đồ thứ, khi tao thắng kèo ba gặp cổ, tao đã cho mày đi massage từ A đến Z, trận sau tính rủ đi tiếp. Nhưng nó lên đến 71 thì đoán thế đâu được. Đừng nói nhiều, có trả tiền không thì bảo. Được rồi, từ từ bố mày trả. Đồ má mày, mày chỉ đưa tao đi xài gái hạng 2, ngon lành cái con mẹ gì. Tao hứa cho nó đi chơi để em từng cường ngực nó khai ra hết rồi đó mày ơi. Tao cho mày thêm 3 ngày, không có tiền thì đừng có trách. Các huynh đệ, lần này ta đi nhất định sẽ không về tay trắng. Lúc ấy, các huynh đệ thích dề cũng được. Nếu ta nuốt lời, chả không tha. Tên thứ hai đến đại hội từ phương Tây cũng là một tay khá mạnh. Hắn đến đại hội với mong muốn trở thành cao thủ trên giường ngủ. Ôi, mệt vai. Cái gì này? Ôi, mệt lắm rồi, thôi đi ra thôi. Thôi. Rõ ràng là làm theo các thánh Bosser mà không thấy kết quả gì hết là sao nhỉ? Từ lý thuyết đến thực hành là cả một quá trình mà cưng. Cũng đúng. Hay là mình cứ bất chấp xếp hình tiếp đi nha chàng. Lại phát nữa, người ở châu đâu? Nàng đi ra đi, mệt của cha rồi. Đúng là cái đồ yếu sinh lý. Đây chẳng phải là bí kíp hấp diêm phẩm pháp. Móc cua thần trường, vết máng tương dương và cường dương tâm pháp. Có cách này. Có cách này. Nghe nói báu vật của đại hội võ lâm là thần vật, có khả năng chữa bách bệnh, chắc chắn sẽ chữa được căn bệnh chưa cứng đã buông của ta. Nàng cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ thành công. Ta đi đây. Ngành tổ bí ảnh thứ ba đến từ phương nào? Đó chính là tình trường quỷ giếng sâu đoan dư. Đó ta xuống. Ôi, đúng là chàng rồi. Con mẹ nào thấy gớm vậy? Ấp ba, nhận ra tiếp không? Mình có bao giờ chơi với gái xấu đâu nhỉ? Hay là nhầm người? Không không, nhầm làm sao được. Hôm trước trên thiên điện, chàng chẳng hẹn thiếp đi hotel là gì? Trời, à, ta nghĩ ra rồi. Người quen cô nương đây chắc là đại ca sinh đôi cùng cha khác mẹ của ta. Để ta gọi huynh ấy về cho cô nương nha. Ui già, huynh đừng sợ. Muội từ bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong lại tiện nghi bất ngờ đó nha.
tin vào trong ta cho chàng xem. Nhất chàng đó. Uầy, nhìn kinh vãi. Trên mạng nhìn xinh lắm rồi. Con này chắc chắn dùng 720 độ rồi. Thầy Thảo hôm nay chán phèo. Học gì không học là cách trồng rau. Thời này muốn ăn thì cần gì phải trồng. Giờ có rau không nốt, trồng làm gì cho mệt. Ủa, có loại rau đó thật sao? Xin hỏi hai huynh đệ, chỗ nào bán rau không nốt vậy? Tại Đại hội Võ Lâm, ban tổ chức đã trồng một vườn rồi. Dự là sẽ rậm như U Minh Hạ đó nha. Ta đã được ăn rất nhiều loại rau, nhưng ngon nhất mới chỉ là loại rau một nốt. Không biết loại rau không nốt có vị như thế nào? Loại rau này thân chắc, bẹ to, mọng nước. Giang hồ đang đồn người giành giải nhất sẽ được tặng một năm ăn rau không nốt. Ngon, dĩ nhiên là phải thử chứ. Đến đó thôi. Người cuối cùng là một cao thủ vô Việt Nam chưa nhận thì Lý Tiểu Long. Long ca, bệnh tình của Quỳnh thế nào rồi? Vẫn thế. Ngày nào cũng ngủ với bao nhiêu gái mà chưa có tiến triển là sao? Tiếng b*** gì kia nhở? Thề với mày luôn, chưa bao giờ tao gặp thằng nào bệnh hoạn như cái thằng Long này. Ai đời một ngày nó ngủ với không biết bao nhiêu cô gái, đến việc mày là đàn ông mà nó còn không biết. Tao chịu nó luôn. Mày là đàn ông? Đúng. Hôm trước mày thân tao, đến bây giờ vẫn còn rác đây này. Sao mày lại nói thế? Dạ thật mà. Đến giờ này thì còn giấu giếm gì nữa. Tao này, láo này, lừa tao này. Sao mày lại nói dối tao? Nó là đàn ông cơ mà. Tao thích đàn bà. Long ca đang nghĩ gì vậy? Anh quyết định rồi. Anh sẽ tham gia Đại hội Võ Lâm để chữa được căn bệnh cuồng dâm của ta. Đại ca, bọn đệ nghe được tin ngày đêm chạy về báo, cả cưỡi ngựa, sái cả hai hòn đau không kể xiết. Thôi, được rồi, ta sẽ nghĩ cách, xong việc rồi thì biết. Đến với Đại hội Võ Lâm, mỗi anh hùng mang trong mình một mục đích riêng, những âm mưu riêng, nhưng đều khát khao chiến thắng. Ai sẽ là thiên hạ vô địch? Câu trả lời sẽ có trong Đại hội Võ Lâm sắp diễn ra.